em thắng chào bà con bà con chúng ta khi xây nhà cũng như là các khu đô thị mình đang tìm một giống cây à, vừa ăn trái làm cảnh làm kiển được mà nhanh cho trái thì ngày hôm nay em thắng sẽ quay những cây lớn mà bên em đã bứng về và sau đó thừng cho chuẩn. thì em chia sẻ ha, phía sau em đây là những cây ổi à, ổi ruby có ổi này lon có bên đây là à, vú sữa hoàng kim Chút sữa hoàng kim thì nó sẽ cho trái màu vàng ha. Mình trồng cảnh quang trong nhà rất là đẹp. Bên cạnh đó trái nó ăn cũng uh, ổn. Đối với mà bà con ta mà bị uh, tiểu đường á. Trái này ok ha. <laughs> Do cái lượng đường trong cái trái nó ít. <laughs> Bên đây là những cây uh, mảng cầu. Phía bắc ta gọi là cây na. Bưởi da xanh. Uhm. Tiếp theo mình đi ra uh, ngoài đây bà con đây là những cây sòi đài loan ha hoành bự hết rồi bên em nuôi nó ngon lành ở đây cũng sòi đài loan bà con thời tiết thay đổi cảm mà cô chú bà con tao thấy nè khi nuôi bấn về tụi em cắt cành là nuôi thần nó lên những cái cái tược này là rất là đảm bảo và đặc biệt, khi mà bên em bán cây công trình á, cô chú biết rồi, dịch vụ bên em là có bảo hành. Riêng cây công trình thì bên em sẽ bảo hành cho bà con chúng ta là 4 tháng. Trong vòng 4 tháng đó có hao hụt em sẽ đền bù. À. Bên đây thì cũng uh, chú sữa hoàng kim. À, tiếp tục Sài đài lon. Bên cạnh đó quay vô cô chú xem nè. Mua bán nhiều khi nó cũng ế ẩm. Tăng gia sản xuất, nuôi thêm dịch. Để có mồi, nhậu. <laughs> ở dưới đây có thả cá nữa nha bà con và ngoài đây là mít bà con mít mít thái mít ruột đỏ có à, một số cái mít mới bứng về cái này là à, để cho nó cứng cáp xíu nữa sẽ lên cây ngoài đây là à, sòi cát quà lọc cũng đủ à, giống ha cô chú chúng ta cần những cái cây lớn như thế này thì bên em thắng sẽ giao tận nơi cho mình luôn bằng xe cẩu cẩu xuống đàng hoàng và mình muốn dịch vụ cao hơn cần có người trồng thì bên em là có người trồng cho mình luôn và kể như bà con chỉ việc đặt hàng chọn cây rồi sau đó bên em giao tận nơi trồng tại nhà có bảo hành cho bà con thì em thắng cô chú biết là ở ấp sơn quy thị trấn chợ lách tỉnh bến tre cảm ơn bà con lần nữa